cùng hiền dịp tìm hiểu hệ thống giáo dục Mỹ. Hệ thống giáo dục Mỹ khá giống với các quốc gia khác trong khu vực. Hai bậc giáo dục tiểu học và trung học tại Mỹ là miễn phí và bắt buộc. Lứa tuổi mà trẻ em bắt đầu và được phép kết thúc học tập thay đổi theo từng tiểu bang. Nhưng thông thường, giáo dục bắt buộc từ lớp 1, 6 tuổi, cho đến lớp 10, 16 tuổi, mặc dù ở một số tiểu bang, Trẻ em phải bắt buộc giáo dục đến lớp 12, 18 tuổi. Sự khác biệt này là do chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương ở Mỹ điều hành và cung cấp tài chính. Tại đây, trẻ em có thể hoàn thành các yêu cầu giáo dục bắt buộc bằng cách theo học các trường công lập hoặc tư thục do tiểu bang chứng nhận. Hầu hết các trường này đều được chia thành 3 cấp chính: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm học tại Mỹ thường bắt đầu vào tháng 8 hay tháng 9 và kết thúc vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Trẻ em thường bắt đầu với các lớp mầm non, sau đó là mẫu giáo và tích lũy dần lên lớp 12. Nếu có nhu cầu và đủ điều kiện, các học sinh có thể vào học đại học để lấy các bằng cấp cao hơn như đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ. Nhà trẻ và mẫu giáo tại Mỹ không có tính bắt buộc đối với các chương trình nhà trẻ và mẫu giáo tuy nhiên chính phủ liên bang có hỗ trợ tài chính cho chương trình nhà trẻ và mẫu giáo cho những gia đình có thu nhập thấp còn hầu hết các gia đình vẫn tự tìm trường và trả chi phí cho chương trình học này tiểu học và trung học cơ sở trẻ em tại mỹ bắt buộc phải đi học độ tuổi theo yêu cầu thì tùy theo tiểu bang ở mỹ Hầu hết trẻ em bắt đầu chương trình giáo dục tiểu học sau khi hoàn thành mẫu giáo, thường là năm tuổi. Sau đó sẽ vào lớp 1 vào lúc 6 tuổi, một số tiểu bang có thể bắt buộc lúc 5 tuổi. Sau khi hoàn tất chương trình giáo dục tiểu học, học sinh sẽ vào chương trình trung học cơ sở. Trung học phổ thông. Chương trình trung học phổ thông bắt đầu từ lớp 9 đến lớp 12. Ở một số bang Trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được kết hợp lại làm một. Nhưng hầu hết ở Mỹ, các học sinh đều phải hoàn tất 12 năm học nếu muốn học cao lên để lấy các bằng cấp chứng chỉ nghề, cao đẳng, đại học. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ, để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.